redeem contract đúng không? Thì nó giống cái phần là financial asset và real asset đi trên kinh đó rồi. Forward future thì khác nhau. Ừ, các bạn biết cái nào có khơi nhau và cái nào không khơi nhau. Future thì có khơi nhau thì nó sẽ loại bỏ cái gì? Counterparty risk đúng không? Option thì là nó sẽ có quyền write đúng không? Nhưng mà nó sẽ quyền mua chứ nó không có cái obligation là mua. Swap thì nó sẽ chia vào swap chính là interest rate swap này, currency swap này và equity swap. Thì cái interest swap thì đầu giờ mình nói là exchange nó không còn là float mà fixed nữa. Currency swap là bạn swap về hai đồng. Thì lấy một ví dụ này, giả sử là bạn là Vinamilk đúng không? Và cũng đi Việt Nam. Còn bên kia chẳng là gì nhỉ? Cái láng rồi. Thì thằng này lo kết ở Việt Nam, thằng này lo kết ở Mỹ thôi. Thì bây giờ sự thằng VMU mà muốn đi vay theo đồng lãi suất, nó muốn vay bằng đồng USD để nó hỗ trợ các bạn để xuất nhập khẩu của hạn. Thì sự nó sẽ phải kiếm đến là một cái ngân hàng dễ để nó vay. Nhưng mà đương nhiên thì một ngân hàng như giả sử đây là American Bank. Còn bên này bên DCB là có cái CB là thì đương nhiên thì nếu mà muốn vay nó sẽ phải có thể nó sẽ vay trực tiếp ở VCB luôn, nhưng mà sự có những đồng nó sẽ VCB nó không ngoại tệ cả, bắt buộc phải vay ở bên thằng American Bank này. Thì rõ ràng là thằng American Bank ở nước Mỹ xa xôi nó không thể nào biết rằng là thằng VMU này ở Việt Nam nó có lịch sử trả tiền như nào, cái credit rating của nó như nào. Thì đương nhiên là việc không am hiểu công ty Việt Nam thì dẫn đến nó sẽ phải để cái freedom cho khoản vay lớn hơn. Giả sử VMU vay thì thường thằng Amazon này vay thằng American Bank chỉ lãi suất là 5% thôi, thì cái thằng American Bank nó sẽ trả thằng VMU với lãi suất cao hơn chỉ là 1%. Ngược lại thằng Amazon đấy thật sự nó muốn mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam đó, nó muốn mang cái hợp đồng để nó đầu tư ở Việt Nam đó. Thì thằng VCB này để coi như nó là tương đồng nhau đi, thì thằng vì thế công ty Amazon thằng VCB không biết gì thì đó là thằng VCB nó cũng trả một giá lãi suất cao hơn 1-2% tương tự trường của. Còn trong khi đấy thì thằng VCB nó chỉ vay của vay của Việt Nam đồng lãi suất là 5% của VCB. Thì vậy nó sẽ xảy ra, nó sẽ dùng là interest swap and currency swap. Để trao đổi các khoản vay với nhau. Ví dụ bây giờ thằng VMU nó muốn vay bằng đối sở USD thì thằng này sẽ cho thằng Amazon vay về hợp đồng và đổi về nó sẽ vay bằng USD đúng không? Thì lúc đấy thằng VMU nó sẽ vay với lãi suất, thay vì thằng VMU vay lãi suất USD bằng 1% từ thằng American Bank thì nó thể nhận được lãi suất được chỉ khoảng 6% từ Amazon, bởi vì thằng Amazon nó sẽ vay được vay từ American Bank lãi suất 5%. Còn ngược lại thì thằng Amazon này thay vì vay lãi suất là 12% của VCB thì nó có thể vay từ VMU với lãi suất là 7%. Bởi vì thằng Vinamilk này nó sẽ được vay ưu đãi thằng VCB và lãi suất 5% thì sẽ không cần phải bổ bước này. Tiếp theo là insurance thì trong cái insurance nó có một cái derivative là credit default swap mình vừa nói rồi, cái gì mình nói lại nữa.